Lô, xin chào anh em. Mình vừa mới hoàn tất quá trình sửa xong một ca Samsung Note 10 Plus mất sóng. Nhưng mà cái mất sóng này của con Note 10 Plus này nó hiển thị ở một trạng thái khá lạ. Để hình quay lên cho anh em xem, anh em nào gặp cái tình huống tương tự, có duyên xem được cái clip này, anh em sẽ biết mình đã xử lý được ha. Dứt điểm bệnh và tiết kiệm chi phí. Đó là nó mất sóng theo cái dạng là nó bị treo chết ở cái chế độ máy bay. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mình bật cái chế độ máy bay này lên, đương nhiên là sóng nó sẽ tắt, wifi rồi sẽ tắt hết. Đó, và cái máy này nó không thể tắt được cái chế độ này, nghĩa nó dính ở chế độ máy bay luôn, nó không tắt được thì dẫn đến wifi không có, sóng không có. Đó, cái điểm lạ của nó nằm là vậy. Và cái tiêu đề của cái clip ngày hôm nay sẽ là Note 10 Plus bị treo chế độ máy bay ha. Đây là một cái lỗi anh em nhìn vào anh em thấy nó khá là ngộ nghĩnh, mà nhiều anh em nghĩ bị lỗi phần mềm gì, anh em chạy phần mềm lại các kiểu mà đâu bao giờ nó hết ha, mình khẳng định luôn không bao giờ hết. Và lỗi này 100% do phần cứng, cụ thể là lỗi ở trên bo mạch chính, main bo, motherboard. Đó, và chúng ta xử lý hoàn toàn ở trên đó. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa nó sẽ là thật là tiết kiệm, thật là hiệu quả nếu mà chúng ta biết cách xử lý, biết cách sửa, giống như trường hợp này mình đã làm thành công. Còn nếu mà chúng ta không biết cách xử lý, không biết cách sửa thì nó sẽ cực kỳ phức tạp và tốn kém. Cụ thể thì anh em vào hãng, hãng sẽ báo anh em thay main. Đó, giống như từ trước đến giờ tất cả lỗi nặng nhẹ gì, tất cả trung tâm bảo hành chính hãng và mainboard họ đều báo là thay mới main hết. Rồi thì về cái cách xử lý lỗi này thì nói với anh em là nếu một cái máy zin nguyên bản chưa sửa chữa gì sai thì lỗi này là chắc chắn làm được anh em, chắc chắn làm được, và làm xong nó sẽ ổn định dứt điểm và nó tiết kiệm cho anh em chi phí dữ liệu bảo toàn, nói chung là đạt tất cả những tiêu chí của một dịch vụ sửa chữa hiệu quả luôn. Quan trọng nhất là anh em đừng có sửa chữa sai cách ha. Nhiều lần mình đã nói mình sợ nhất những cái máy bị dọc sai, chứ là lỗi nặng cỡ nào mà một cái máy nguyên zin nhiều khi nó vẫn còn cái khả năng cứu chữa anh em. Rồi anh em cần liên hệ sửa chữa tư vấn về lỗi này cứ gọi trực tiếp cho mình ha. Rồi.